Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục Tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần. Nó sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra những phong cách chiến đấu cho Pokemon mà các bạn yêu thích. Cách đây không lâu, tụi mình đã nói về Kyurem, một Pokemon mạnh mẽ trong truyền thuyết về Town Trio ở vùng Unova. Ở video trước, chúng ta đã nói về sự kết hợp của Kyurem và Reshiram để tạo nên hợp thể Y Kyurem. Và ở tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự kết hợp giữa Kyurem và sự hiện diện của lý tưởng, đó chính là Zekrom. Và đây cũng sẽ là màn ra mắt kèm theo sự tê liệt và lạnh lẽo đến từ Black Kyurem. Tổng quan về sức mạnh. Khá giống với White Kyurem, Black Kyurem cũng mang trong mình một phần sức mạnh của con rồng huyền thoại năm xưa. Nhưng Black Kyurem đặc biệt mạnh ở mảng tấn công vật lý. Điều này được thể hiện rõ qua chỉ số của Pokemon này. Nó có một chỉ số tấn công vật lý vô cùng cao là 170 và các chỉ số phòng thủ cùng với sinh lực 125 đủ đảm bảo để nó có thể trụ sân một cách vững vàng nhất. Về đặc tính thì Terra Vol khiến cho các đòn tấn công và hiệu ứng của Pokemon này sẽ bỏ qua một số đặc tính của Pokemon khác. Điều này ảnh hưởng đến mọi Pokemon trên sân, bất kể đó có phải là mục tiêu nhắm đến của Pokemon này hay không, và kể cả cho đặc tính của chúng có lợi cho Pokemon này thì nó cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Với đặc tính trên thì Black Kyurem có vẻ sẽ bỏ qua một số đặc tính rất khó chịu của đối thủ, giúp hỗ trợ khả năng tấn công của đồng đội và cả Pokemon này. Về hệ thì Black Kyurem mang trong mình song hệ băng và rồng. Song hệ này giúp cho Black Kyurem giảm được sát thương từ các hệ như là nước, cỏ và điện, nhưng lại bị khắc chế nhiều hệ khá thông dụng như là giác đấu, đá, rồng, sắt và tiên. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, Black Kyurem có thế mạnh cực kỳ lớn ở mạng tấn công vật lý nhờ vào chỉ số tấn công cực kỳ cao của mình, khiến cho việc dứt điểm nhiều đối thủ qua một đòn tấn công là điều khá dễ dàng. Tuy vậy, vì mạnh ở mạng tấn công vật lý nên Black Kyurem có một điểm yếu chí mạng, đó chính là bị hiệu ứng bỏng. Hiệu ứng này sẽ làm giảm 50% khả năng công vật lý của bản thân. Một số điểm yếu khác là về song hệ của Pokemon khi mà bị khắc chế bởi khá nhiều hệ đang thông dụng. Tuy tốc độ vẫn đủ dùng nhưng chưa thực sự cao, khi gặp một số đối thủ ở tốc độ nhanh hơn thì Black Kyurem cũng sẽ gặp khó khăn. Đôi khi là bị dứt điểm sớm vì khả năng phòng thủ cơ bản của Black Kyurem chưa thực sự cao. Tuy vậy thì ở Gen 9, việc phòng thủ của Black Kyurem cũng phần nào được tăng cường khi ta có thể tận dụng được thời tiết tuyết rơi để gia tăng thêm 50% thủ vật lý cho các Pokemon mang hệ băng. Về lối chơi, với những khả năng trên của Black Kyurem, tụi mình sẽ đưa ra những lối chơi như sau để phát huy hết sức mạnh của Black Kyurem, cũng như là giảm thiểu tối đa các điểm yếu của Pokemon này. Black Kyurem sẽ là Pokemon tấn công vật lý chính trong đội hình, đi cùng một số Pokemon đồng minh có thể tạo ra thời tiết tuyết rơi để khắc phục điểm yếu về mảng phòng thủ của bản thân. Các Pokemon còn lại tụi mình sẽ đưa ra một số những lựa chọn và gương mặt sáng giá có khả năng tận dụng hiệu quả thời tiết tuyết rơi và có thể đảm nhiệm các vai trò khác trong đội hình. Về đồng đội đi cùng, sau đây là những đồng đội mà tụi mình lựa chọn để đồng hành cùng Black Kyurem để có thể phát huy hết sức mạnh và chiến thuật trên, cũng như là tối ưu nhất trong thời tiết tuyết rơi. Alolan Ninetales với khả năng tạo ra trời tuyết khi mới ra sân, giúp tăng thêm 50% thủ vật lý cho các Pokemon hệ băng như là Black Kyurem và dựng các tường chắn có lợi cho đồng minh và bản thân. Chiêu thức Aurora Veil giúp tạo ra tường chắn, tăng thêm 50% khả năng chống chịu ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt, giúp hỗ trợ giảm sát thương cho đồng minh phải nhận. Disable giúp khóa chiêu thức khống chế đồng minh của đối thủ. Articuno sẽ là Pokemon đảm nhiệm vai trò tấn công đặc biệt trong đội hình và tận dụng được hiệu quả tuyết rơi nhờ vào đặc tính Snowclog, giúp cho Pokemon này tăng thêm 20% khả năng né tránh trong trời tuyết cùng với khả năng phòng thủ vốn đã khá trâu bò của mình. Freeze-dry sẽ là chiêu thức đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với những Pokemon mang hệ nước. Dusk sẽ là chiêu thức tấn công nhiều mục tiêu, tận dụng thời tiết tuyết rơi. Shearow sẽ là chiêu thức One Hit KO đối thủ và sử dụng trong những trường hợp gặp phải khắc chế cứng. Tuy nhiên, việc chúng ta phải đặt cược là tỷ lệ trúng của chiêu này cực kỳ thấp. Chimpao sẽ là Pokemon đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý với Black Kyurem, tận dụng được đặc tính của bản thân để giảm 25% thủ vật lý của các Pokemon khác trên sân đấu. Ice Spinner sẽ là chiêu thức tấn công cùng với khả năng phá hủy môi trường đang ở trên sân. Sucker Punch sẽ là chiêu thức ưu tiên khi đối thủ có tốc độ lớn hơn. Snowscape sẽ là chiêu thức giúp tạo thời tiết tuyết rơi trong những trường hợp bị đè bởi thời tiết. Psychic Fangs hoặc là Sacred Sword sẽ là hai chiêu thức tấn công có thể chọn tùy thuộc vào mục đích mà bạn muốn sử dụng. Trong đó thì Psychic Fangs dùng để phá hủy tất cả mọi loại tường chắn và Sacred Sword dùng để tấn công
bỏ qua các chỉ số gia tăng phòng thủ của đối phương. Rillaboom, để đối phó với những đối thủ có thể tạo ra môi trường trên sân, Rillaboom sẽ sử dụng đặc tính Crushing Surge của bản thân để có thể tạo nên môi trường cỏ nhằm ghi đè lên hiệu quả của những môi trường khác. Fake Out, dùng để làm đối thủ bị choáng, giúp tạo ra khoảng hở để tấn công. Crushing Climb sẽ là chiêu thức ưu tiên khi sử dụng trong môi trường cỏ. Knock Off là chiêu thức dùng để cướp đi trang bị của đối thủ. U-Turn sẽ là chiêu thức giúp đồng minh ra sân an toàn, cũng như khi ra sân lại sẽ giúp cho Rillaboom kích hoạt lại đặc tính môi trường cỏ và chiêu phát cao của bản thân. Okapon nước sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý tương tự như là Chimpao, giúp chống lại những đối thủ khắc chế về hệ đối với những Pokemon hệ băng ở trong team. Chiêu Ivy Control sẽ là đòn tấn công gây sát thương lớn, mang hệ tùy vào mặt nạ mà Pokemon sử dụng. Horn Leech sẽ là chiêu dùng để tấn công và hồi phục lại sinh lực của bản thân. Follow Me sẽ dùng để câu kéo chiêu thức của đối thủ về bản thân, giúp nhận sát thương cho đồng minh và mở ra con đường tấn công cho đội nhà. Spiky Shield dùng để bảo vệ và khiến đối thủ nhận sát thương khi va chạm. Về chiến thuật sử dụng Black Kyurem, từ lối chơi và các Pokemon đồng minh đã kể trước đó, chiến thuật mà tụi mình đưa ra sẽ như sau. Ninetales Alola sẽ là Pokemon ra sân đầu tiên để dựng tường chắn cho đồng minh, nhằm để giảm sát thương mà đồng đội phải chịu, cùng với một Pokemon khác mà chúng ta phán đoán tùy đội hình đối thủ. Có thể là Chimpao với tốc độ 135, cùng ra sân để sử dụng chiêu Snowscape, gọi tuyết, phòng khi đối thủ là Pokemon có thể đè lên thời tiết của Ninetales Alola. Hoặc có thể là cho Rillaboom cùng ra sân khi phía đối thủ có Pokemon có thể tạo ra môi trường. Hoặc nếu không có một trong hai yếu tố môi trường hay là thời tiết ở trên, thì chúng ta có thể lựa chọn Articuno hoặc là Black Kyurem ra sân để nhanh chóng tấn công triệt hạ đối thủ. Lúc này khi các Pokemon hệ băng hoạt động trong trời tuyết đã được tăng thêm 50% thủ vật lý và được cộng dồn thêm 50% phòng thủ của cả hai mảng vật lý và đặc biệt nhờ vào tường Aurora Veil của Ninetales Alola tạo ra, khiến cho tụi hệ băng sẽ trở nên rất cứng cáp, đủ để chịu đòn và trụ sân. Dù vậy thì chiến thuật trên cũng không phải là toàn diện để đối phó với tất cả những đối thủ, sẽ vẫn phải cần sự thay đổi phù hợp dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của nhà huấn luyện nếu muốn nắm chắc được chiến thắng trong tay. Về điểm yếu của chiến thuật, vì chiến thuật nói trên chủ yếu sẽ dựa vào khả năng của thời tiết để tăng khả năng phòng thủ cho các Pokemon hệ băng, vì vậy cái điểm yếu chính của chiến thuật này cũng là việc thời tiết tuyết rơi không kích hoạt thành công. Điều này sẽ làm giảm đi khả năng phòng thủ đáng kể mà tuyết rơi mang lại cho các Pokemon hệ băng. Tương tự đó là Aurora Veil của Ninetales cũng bị phá vỡ. Ngoài ra thì vì đội hình cũng có khá nhiều Pokemon hệ băng, nên nếu không có lựa chọn Pokemon khắc chế phù hợp thì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và chúng ta sẽ đến phần xây dựng sức mạnh cho Black Kyurem. Đối với chiến thuật nói trên, chúng ta sẽ xây dựng chỉ số sức mạnh cho Black Kyurem như sau để tận dụng hết mức khả năng của Pokemon này. Về EVs, chúng ta sẽ đầu tư hết tất cả vào hai chỉ số tấn công vật lý để tối đa sát thương mà Black Kyurem gây ra, cùng với lại phòng thủ đặc biệt, là điểm yếu còn lại của Black Kyurem ở mảng chống chịu. Ở mảng thủ vật lý, vì đã có khả năng tăng 50% sát thương nhờ trời tuyết nên chúng ta sẽ không cần quá đầu tư vào nó. Về IVs, vì là một Pokemon tấn công vật lý tốt cùng với tốc độ khá khá nên chúng ta sẽ lựa chọn đầu tư tối đa vào tất cả các mảng chỉ số. Về đặc tính thì nó chỉ có một đặc tính là Terra Vault, giúp cho con rồng băng này có thể tối ưu khả năng tấn công vì bỏ qua tất cả đặc tính của đối thủ. Ví dụ như là bỏ qua đặc tính Multiscale của Lugia hoặc là Disguise của Mimikyu chẳng hạn. Tính cách thì Adamant cộng 10% công vật lý và trừ 10% công đặc biệt sẽ là tính cách thích hợp nhất dành cho Pokemon mạnh ở mảng tấn công vật lý như là Black Kyurem. Về hệ Terra thì hệ băng sẽ là hệ Terra giúp cho Black Kyurem giảm được các hệ khắc chế Pokemon này mà vẫn giữ lại được lợi thế tăng thêm 50% thủ vật lý khi đứng trong trời tuyết. Trang bị thì Loaded Dice sẽ là trang bị mà tụi mình khuyên các bạn nên lựa chọn trong thế hệ này, vì nó có khả năng tăng lượt ra đòn của các chiêu liên hoàn từ 2 đến 5 lần thành 4 đến 5 lần. Đây sẽ là trang bị rất cần thiết để tối ưu các chiêu thức tấn công mà tụi mình sẽ chọn cho Black Kyurem. Và chúng ta sẽ đến ngay với chiêu thức Scale Shot, sẽ là chiêu thức tấn công nhiều lượt để tận dụng được trang bị Loaded Dice cộng với thêm sát thương từ Staff hệ rồng, thì chiêu thức này sẽ là chiêu gây ra một lượng sát thương cực lớn. Ngoài ra nó còn giúp tăng thêm một bậc tốc độ cho Black Kyurem, tuy nhiên thì sẽ bị giảm một bậc phòng thủ vật lý. Icicle Spear sẽ là chiêu tấn công liên hoàn cộng dồn sát thương từ Staff của hệ băng, là đòn tấn công nhiều lượt nên sẽ tận dụng được luôn trang bị mang theo. Còn hai chiêu tấn công khác là Rock Slide hoặc là Iron Head sẽ là hai chiêu thức mà bạn có thể lựa chọn tùy vào mục đích. Trong đó thì Rock Slide là chiêu thức tấn công đa mục tiêu và có khả năng làm chán đối thủ nếu Pokemon sử dụng đánh trước đối phương. Iron Head sẽ là chiêu đánh đơn mục tiêu, giúp cho Black Kyurem
tấn công những đối thủ khắc chế mang hệ đá, tiên và cũng có khả năng làm choáng tương tự như Rock Slide. Cả hai chiêu này khi nhận được hiệu ứng cộng một bậc tốc độ sau khi sử dụng chiêu Scale Shot ở trên sẽ cực kỳ phiền phức và vô cùng hiệu quả để phối hợp khống chế đối thủ. Protect sẽ là chiêu thức có thể mang theo, giúp bảo vệ bản thân và dự đoán các bước đi của đối phương. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có những trận thực chiến để có cái nhìn rõ hơn về chiến thuật của Black Kyurem. Phía bên kia đối thủ đang cho ra Ursaluna, Blood Moon và Calyrex. Hai Pokemon của đối phương đều rất mạnh ở trong Trick Room và chắc chắn thì Calyrex sẽ là Pokemon có thể dựng được Trick Room trong lượt này. Bên tụi mình thì trời đã đổ tuyết và khả năng chống chịu của Black Kyurem đang được tăng lên. Ở lượt đầu tiên thì từ Aroravel đã được dựng. Bên đối phương thì không có Pokemon nào có thể khắc chế được chúng ta cả. Chiêu Icicle Spear cầm theo trang bị Loaded Dice chắc chắn sẽ đánh từ 4 đến 5 lần và kết liễu được Ursaluna. Một lần nữa. Vậy thì dù cho bên kia có dựng Trick Room thì chúng ta vẫn còn lợi thế giống chịu, vì chiêu hệ băng của Calyrex sẽ không thể nào đủ đả thương hai Pokemon hệ băng trên sân. Ồ, và Calyrex không sử dụng chiêu Trick Room mà thay vào đó họ sử dụng chiêu Close Combat để có thể kết liễu được Black Kyurem. Nếu không có trời tuyết và tường bảo vệ thì có lẽ chúng ta đã đi bán muối từ lâu rồi. Ngay cả khi có hai loại điều kiện cường hóa đó mà chúng ta vẫn mất một nửa cây máu. Tiếp theo là Rillaboom sẽ ra trận. Và có lẽ môi trường cỏ sẽ giúp chúng ta hồi lại được một phần lượng máu của mình. Ninetales thì vẫn còn đầy máu. Ở lượt 2 này chúng ta sẽ Terra cho Black Kyurem để tăng khả năng sát thương hệ băng của nó. Còn Ninetales sẽ sử dụng chiêu Disable để khóa chiêu thức Close Combat, khắc chế Kyurem của Calyrex. Kyurem đang là Pokemon nhanh nhất trên sân và tung ra đòn Rock Slide. Nếu tấn công trước đối thủ thì nó sẽ có 30% khả năng khiến đối thủ bị flinch và không di chuyển được trong lượt đó. Tôi cũng thắc mắc họ sao không dùng Fake Out cho Rillaboom, thì có vẻ họ đang cố gắng xóa đi trang bị Loaded Dice bằng chiêu Knock Off. Còn Calyrex đã bị flinch trong lượt này và nó không di chuyển được cũng như là không tấn công được luôn. Trang bị Loaded Dice thì đang bị chiêu Knock Off của Rillaboom đánh mất, nên sát thương của những chiêu đánh liên hoàn chúng ta đang bị giảm đi khá nhiều. Freezer đã tung chiêu. Dù vậy thì cũng không hạ gục được Rillaboom đang cầm theo ở Sylvest. Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn chiêu Rock Slide của Kyurem. Có khả năng khiến cho hai đứa này bị flinch trong trời. Không, không hề luôn. Wood Hammer được tung ra và nó sẽ lấy đi một phần máu của Rillaboom, khiến cho nó bị hạ gục. Kyurem vẫn còn tường trắng, vẫn còn thời tiết nên trấn trụ sân được. Và Calyrex đã bị flinch trong lượt này luôn. Flinch hai lần liên tiếp, khiến cho nó không thể di chuyển. Và như vậy thì chiến thắng đang rất gần kề. Chúng ta chỉ cần cho Ninetales tung ra một chiêu diện rộng và Kyurem nhắm thẳng vào Calyrex là có thể kết liễu được nó. Hiện tại thì chúng ta vẫn còn 4 Pokemon và có vẻ phần khó nhất là cố gắng xử lý con Urshifu, vì nó là khắc tinh của những Pokemon hệ băng chúng ta đang mang theo. Nhưng không sao, Okapon nước vẫn còn phía sau. Nó có khả năng hút chiêu hệ nước của Urshifu và cũng nhanh hơn Urshifu để mà sử dụng chiêu hệ cỏ khắc chế lại nó. Cho nên thì để bảo toàn đội hình, có lẽ chúng ta nên cho Okapon ra trận để có thể hút chiêu hệ nước cũng như là khắc chế được Urshifu. Và đối thủ đã bỏ cuộc. Trận đấu kết thúc. Trận này thì kết thúc khá nhanh nên chúng ta sẽ qua thêm một trận nữa. Đối thủ sẽ là Titan và Annihilate. Titan là một Pokemon khá mạnh ở trong trời tuyết vì nó vừa được tăng 50% thuộc vật lý và đặc tính Flash Rush của nó cũng giúp cho nó tăng gấp đôi tốc độ trong trời tuyết luôn. Cho nên chúng ta sẽ không cho Ninetales ra được đầu tiên để dò xét tình hình, vì đội hình của đối thủ đang toàn những Pokemon hệ băng mà thôi. Psychic Fang đã đánh vào Annihilate. Còn Titan thì vẫn đứng vững nhờ vào sinh lực dồi dào và nó đã sử dụng chiêu Snowscape để gọi tuyết. Giờ đây thì chiêu Coaching lúc nãy của Annihilate vừa tăng một bậc tấn công vật lý cho nó, vừa tăng một bậc khả năng phòng thủ vật lý. Nó lại còn được tăng thêm 50% thủ vật lý trong trời tuyết. Chỉ có điều không biết là nó có đặt đến Slash Rush hay không thôi. Nếu có thì nó nhanh hơn chúng ta rất nhiều. YQ Ram bên kia cũng đã ra trận. Đúng như dự đoán, Titan sử dụng chiêu Entrainment để khiến cho đặc tính của cả hai đều là Slash Rush. Lúc này thì chúng ta đang bị out trên tốc độ hoàn toàn. Ivy Control có hạ được. Ivy Control đã hạ được Titan, bớt đi một mối nguy hiểm. Nhưng mà giờ đây thì YQ Ram đang là một đứa nhanh nhất trên đấu trường, cũng như là nó sẽ nhanh hơn con Black Kyurem của chúng ta.
Trận đánh này là trận đánh giữa hai con Kyurem. Ồ, Confei đã ra trận. Confei là Pokemon có khả năng hồi máu đỉnh cao, và nó sẽ giúp cho Y Kyurem luôn luôn đầy máu. Cùng với sự lực dồi dào trong trời tuyết thì tôi nghĩ khá là khó cho chúng ta để có thể chiến thắng trong trận này. Sucker Punch đã lấy được một lượng máu rất lớn của Y Kyurem, nhưng mà vẫn còn Confei phía sau để hồi máu cho nó. Tailwind. Tôi thắc mắc là bên kia đã out trình tốc độ rồi mà vẫn xài Tailwind. Lượt này thì Confei đã hồi máu hoàn toàn cho Y Kyurem. Sucker Punch tiếp tục được tung ra, nhưng giờ đây thì không quá nhiều máu được lấy nữa. Fusion Flare nhắm vào Ninetales. Đương nhiên là Ninetales ngủm rồi, không thể nào chịu được đòn đó nữa. Y Kyurem có nguồn gốc từ Reshiram nên chiêu hệ lửa của nó khá mạnh, và nó có thể khắc được con Black Kyurem của chúng ta. Sẽ là một lựa chọn khó khăn, nhưng Okapon ra lần này là không thể nào khả thi, vì chiêu Free Dry sẽ gấp 4 lần sát thương với Okapon. Cho nên chúng ta sẽ cho Y Kyurem ra trận. Một trận đánh giữa hai con rồng huyền thoại. Terra cho Y Kyurem của chúng ta thành hệ băng. Sau đó thì chỉ cố gắng hạ được con Confei trước. Tôi nghĩ là vậy, vì nếu không hạ được Confei thì nó sẽ liên tục hồi máu cho Y Kyurem, và rất khó để có thể hạ được con Y Kyurem này với lượng máu luôn luôn dồi dào như thế. Blizzard được tung ra và Rock Slide. Rock Slide có thể sẽ hạ được Y Kyurem. Trời tuyết đã dừng và khả năng phòng thủ cũng như tốc độ của Y Kyurem đã bị hạ đi đáng kể. Chiêu Rock Slide vẫn còn có tác dụng. Sucker Punch và Rock Slide Fusion Flare. Hy vọng chúng ta sống sót sau lượt này. Rock Slide, và chúng ta đã hạ được Y Kyurem. Một bàn thắng suýt sao. Nếu mà Black Kyurem không trụ lại với 7 điểm sinh lực thì coi như chúng ta đi bán muối luôn. Pokemon tiếp theo của họ đó chính là Annihilate. Giờ đây thì còn có Confei. Chúng ta có thể hạ được Confei, hoặc là con Confei hạ được con Chimpao. Vì chiêu Grand Kiss của nó là chiêu hồi phục nên nó sẽ có ưu tiên. Và không, họ đã cố gắng hồi phục máu nhiều nhất có thể cho Annihilate. Và Annihilate đã tiễn Chimpao ra chuồng gà. Giờ thì có vẻ chỉ còn hy vọng vào con Okapon mà thôi. Chứ Black Kyurem của chúng ta vẫn cũng còn có 7 máu à. Rất khó để mà sống sót trước con Annihilate đang dồi dào sinh lực như vậy. Nhưng mà ai biết được. Bên kia đã Terra cho Annihilate. Chắc chắn rồi. Terra cho nó hình hệ thép, và thế là nó khắc chế toàn bộ bộ chiêu thức của Black Kyurem luôn. Hệ băng cũng khắc, hệ đá cũng khắc. Training Kiss đánh vào Black Kyurem nhưng chúng ta đã kịp bảo vệ. Lúc này thì phải dứt điểm con Confei thôi. Nếu con Confei vẫn còn trên sân thì chúng ta vẫn còn khó có cơ hội có thể chiến thắng. Vĩnh biệt. Con Confei này là một yếu tố khiến chúng ta bị đàn áp từ nãy tới giờ. Và nếu như thành công, với lượng máu hiện tại thì không biết Okapon có thể hạ gục được Annihilate hay không. Giờ chỉ còn hai con mà thôi. Ivy Kershaw đã tung chiêu. Wow, Ivy Kershaw có thể chúng ta có thể hạ gục được Annihilate. Epicotro đã cấu được một nửa lượng máu mà. Lần này Có thể được. Và chúng ta đã chiến thắng. Tổng kết thì Black Kyurem theo như đánh giá của tụi mình sẽ là một Pokemon cực kỳ mạnh mẽ trên đấu trường,
với vai trò tấn công vật lý và là một trong những Pokemon mạnh nhất trong thời tuyết tiết rơi. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho những nhà huấn luyện muốn chọn những chiến thuật liên quan đến hệ băng và trời tuyết. Black Kyurem với sức mạnh cực kỳ cao từ tấn công vật lý và không quá cầu kỳ trong lối đánh cũng sẽ là lựa chọn khá tốt. Tuy vậy thì vẫn nên cẩn trọng, chiến thuật thời tiết là một chiến thuật cực kỳ căng thẳng trong việc giằng co khi trên đấu trường hiện nay có rất nhiều kiểu thời tiết được sử dụng. Vậy nên tụi mình sẽ đánh giá cho Black Kyurem là 4.5 trên 5 sao qua những tác động mà Pokemon này mang lại cho đấu trường. Ở trên là toàn bộ những thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn có gì thiếu sót về Pokemon này mà mọi người biết thì hãy góp ý cho tụi mình ở phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên thì mọi người có thể đưa ra các Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh các Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!